Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh xin trân trọng giới thiệu sản phẩm BT Med, nấm ba màu, nấm xanh, nấm trắng, nấm tím, bảo vệ thiên địch, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Chuyển hóa dinh dưỡng, hạn chế phát tán và lây lan của nấm bệnh, giúp tăng cường sức đề kháng cây trồng. Lợi ích: nấm ba màu, bổ sung vi nấm ký sinh có hiệu quả cao trong việc phòng và ngăn chặn các loại rầy, rệp sáp, bọ cánh cứng, nhện đỏ, cào cào, ấu trùng ve sầu, mối và các loài sâu lân lá, sâu đất. Hướng dẫn sử dụng: nên ngâm trước một đêm để vi sinh vật hoạt động mạnh hơn, phun qua lá. Pha 40-50g trên bình 20 lít, xịt ướt đẫm hai mặt lá, nên kết hợp với đạm cá TKS để cung cấp dinh dưỡng cần thiết. Món gốc: cây ăn trái, cây công nghiệp, tiêu, cà phê, 200g trên 80 lít nước, tưới 4 lít trên gốc, tưới sát gốc và xung quanh gốc, cây hoa màu. 200g trên 200m², có thể pha nước tưới, rải trực tiếp hoặc trộn phân hữu cơ. Mọi chi tiết xin liên hệ website thuykimsinh.com, hotline 0286275296, Zalo 0963970770. Kính chúc quý bà con sức khỏe, canh tác tốt, an toàn hiệu quả và đạt năng suất cao. Xin chào và hẹn gặp lại.